Xin chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của kênh là TK Bonsai. Và hôm nay kênh có đến vườn Hương Môn, thành phố Cần Thơ, có review một số cây bông giấy nhiều màu thành phẩm nha bà con, cho anh Tài. Rồi chào ta ta. Dạ, thì lời nói đầu tiên em muốn xin chào anh Quốc và chào toàn thể anh chị cô chú đang xem kênh anh LTK. Thì em cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Và tiếp tục hôm nay em cũng xin giới thiệu và giao lưu cô chú là một lô là gốc Mỹ ghép cẩm thạch và hái ngũ sắc hái nha cô chú. Địa chỉ của em là ở dốc cầu Dấu Dẫn, quốc lộ 91B, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Em tên Tài, số điện thoại giao lưu của em là 0901 228 352, đó là số Zalo của em luôn. Rồi thì không làm mất thời gian cho cô chú, thì em vô cây số 1. Cây số 1 này em ghép được 6 màu nha cô chú. Em quay cái bản cao khoảng nhiêu tài? Chiều cao từ ngọn và xuống tới mặt bầu tầm 1,5 m thôi chú. 6 màu hái. Và tán ngang của cây là 110 và 1,1 m. Rồi đó em cắt mấy chi này em tính ghép cho nó giật từng xuống nha cô chú. Mặt này đẹp lắm nè. Mặt tiền nè. Ghép cho nó gũ gũ xuống như nè. 6 màu. Màu đỏ, màu hồng, màu trắng hồng phớt, màu tím, màu cam và bông màu vàng ở đây nha cô chú. Nên đủ mặt bông luôn rồi, 6 màu. Đủ mặt bông hết ha. Dạ. Em cũng xin đổi hông số cây luôn. Thân vị trí này là 22. Cái củ rất là to nha chú. Củ đẹp to. Củ ngay vị trí này là 70. Này, nhập đế nè. Đế sổ. Dạ cây này hừng chậu hết nha cô chú. Và khi xếp thì em rút bó bầu nha chú. Những cái chậu đỏ này em không có bao xếp được, tại nó nặng đó. Em đảm bảo cây sống mạnh khỏe cho cô chú luôn. Cây bông giấy thì chỉ đi đường thì nó chỉ hiếu nước và sẽ bị cụm bông cụm lá một phần thôi. Và em xin giao lưu cây số 1 này là giá là 5,5 triệu luôn. Dạ cây đó luôn. Tiếp là cây số 2. Cây số 2 này cũng 6 màu luôn nha cô chú. Cũng gồm màu đỏ, trắng hồng phớt, màu hồng, màu vàng, màu cam và màu tím cô chú. Cây này chỉ tàn ok rồi. Tàn xum xê luôn. Clip ngày hôm nay em muốn nhận ship và bao ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Cây lên đủ mặt bông hết cô chú, 6 màu. Cây mã số 2. Chiều cao của cây là 104. Tán rộng của cây là 101. Cây số 1, số 2 này chơi cặp cũng được nha cô chú. 80. Hai cây này tàn là 80 nha cô chú. Cây này tàn đều hơn cây số 1. Cây này cây là mã số 2. Cũng 6 màu luôn. Đủ mặt bông rồi ha. Dạ đủ mặt bông luôn nha cô chú. Và hông số của cây. Vành thân ngay vị trí này là 30. Củ đế rất là to cô chú. Thử cái đế sổ này. Đế sổ từ đây xuống tới mặt bầu là 24 cô chú. Củ cũng bự lắm, rất là to. Gốc Mỹ hết nha cô chú. Cây mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 5,7 triệu luôn. Tiếp là mã số 3. Mã số 3 này em ghép một màu cẩm thạch hồng nha cô chú. Đang lên bông. Mà những cây này thì lên bông cũng ngay Tết luôn cô chú. Tại vì búp búp gì em vận chuyển đi là cũng tầm khoảng 3-4 ngày tới cô chú. Rồi nó sẽ chỗ bông dài tới Tết luôn nha cô chú. Nè búp búp nhiều lắm. Cái lô cẩm thạch hôm nay là ra bông ngay Tết luôn nha. Cây này tàn hồng rất là đẹp luôn. Cẩm thạch màu hồng. Chiều cao là 100. Tán rộng của cây là 60. Tàn thì tròn đều dãy hết nha cô chú. Đang búp ha. Dạ, mà nó búp này. Cây này nữa nó nở rộn cái là ok lắm cô chú. Nó búp nhiều lắm. Ngay Tết luôn ha. Dạ ngay Tết luôn. Tại em chịu hao cái lúc vận chuyển á. Vậy cô chú chơi. Búp nhiều lắm nha cô chú. Này một bàn ha.
và một màu hồng cẩm thạch. Cái gốc thì rất là già cây rồi, gốc rất là to luôn, già cây. Cây mã số 3 cô chú. Thân ngay vị trí này là 32. Củ già nên nó nứt hay gì đó. Dạ, nó già nó nứt nha cô chú. Cái này là cây nó già nha. Chắc già luôn ha. Dạ, chứ không phải bị hư gì hết nha, đảm bảo cây nó già nha. Cây mã số 3 này em xin giao lưu với cô chú là 2,1 triệu luôn. Những chậu mũ thì em ship cả chậu cho cô chú luôn ha. Tiếp là mã số 4. Quay sao là chú Nguyên vậy ha. Dạ. Mã số 4 này em ghép được 4 màu cẩm thạch nha cô chú. Dán bài em ghép 4 màu cẩm thạch. Để em quay vòng đế cho cô chú ha. Bài nó có cái củ mà ghép là đẹp luôn. Nó màu của nó nè. Đó chứ. Dạ. Chiều cao của cây là 42. Tán rộng của cây là 40. Chiều dài của cây là 80. Để em đo thông số em chỉ màu cho cô chú. Thân cây ngay vị trí này là 18. Cái củ ngay vị trí này là 47. Xây dòng đế cho cô chú xem. Và em chỉ màu luôn. Cái này là cẩm thạch nha cô chú. Đây cái bông màu đỏ nè. Nó có một bông màu đỏ. Cái này là trắng. Còn bên đây gồm cái bo này bo màu vàng và tím. Cái lá này là lá tím rồi chú. Chưa lên bông ha. Dạ chưa lên bông. Có một bo đỏ nó còn cái bông nè. Mà nhìn lá là biết phân biệt được màu hết nha cô chú. Cái này là màu vàng. Dạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu luôn. Tiếp là mã số 5. Cây này gồm 3 màu cô chú. Màu tím, màu đỏ và màu trắng. Mấy này là bông tết nè cô chú. À, màu tím lên bông nè. Còn đỏ với trắng cũng dán bay luôn. Gốc Mỹ hết nha cô chú. Chiều cao của cây là 50. Chiều bay của cây là 80. Cây này gồm 3 màu cẩm thạch. Thân cây ngay vị trí này 15. Thân nhỏ nhưng mà cây nó già lắm cô chú, mới có được cái củ gì. Củ nó ngay vị trí này là 53. Nó sổ dài nè. Để em đo cái con ghế sổ dài. Ghế sổ dài của em nó là 39. Đấy rất là ok. Cây mã số 5 ghép 3 màu cẩm thạch, em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu luôn. Dạ cái này là màu tím. Trên đây là đỏ. Đây là trắng. Cái màu này cẩm thạch trắng cô chú. Em nhìn lá là em đảm bảo màu cho cô chú. 3 màu. Tiếp là mã số 6. Mã số 6 này em ghép 1 màu hồng nha cô chú. Cây nào em báo cụ thể màu cho cô chú luôn. Cũng dán bay luôn. Cái mã số 6 ghép 1 màu hồng. Những cái này là em bao bông tết cho cô chú luôn nha. Tại vì nó sẽ có búp mà. Em quay clip hôm nay thì em chịu hao cái mà lúc vận chuyển rồi về cho cây nó tỉnh lại rồi thời gian ra bông luôn cho cô chú. Chiều cao từ ngọn xuống vị trí này là 60. Tán ngang của cây là 40. Chiều bay của cây tới vị trí này là 60 luôn nha cô chú. Không nguyên một củ luôn rồi. Cây mã số 6 thân ngay vị trí này là 15. Em hào cái củ luôn. Củ ngay vị trí này là 53 nha cô chú. Củ rất là to luôn. Cây mã số 6 này em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu luôn. Ghép một màu hồng nha cô chú. Cẩm thạch một màu hồng. Dạ. Đây. Nó có bông nè. Rồi nó còn mấy cái này là búp búp nữa. Chỉ cụ thể cho cô chú luôn. Đang búp ha. Dạ đang búp. Bông tết nha cô chú. Tiếp là mã số 7. Cũng là một màu hồng luôn nha cô chú. Cẩm thạch hồng. Hàng này là hàng chơi tết nha cô chú. Để cận tết với cô chú chốt. Cây thì cũng không có về bông cũng như ý. Nè. Nó cũng ra bông. Dạ. Cây mã số 7. Chiều cao của cây là 60.
tán rộng của cây là 40. Thân cây ngay vị trí này là 15. Cây nào cũng có củ hết trơn nha cô chú. Tại vì trồng dính phân nên mấy cây này em không hạo củ cho cô chú được. Trồng sâu dưới đó. Cây mã số 7. Cái này trắng trắng là cây gì ta? Nó bị táp nắng anh không sao. Vẫn xanh bình thường nha cô chú. Nó còn xanh chành nè, không phải hư gì nha. Tại bị nắng á. Một màu hồng luôn. Dạ có bông. Có bút không? Dạ có luôn, mấy hàng này là em bao Tết luôn ha. Mấy cái ngọn này bút hết nè cô chú. Đó, cho chắc chắn có bông ha. Dạ chắc chắn có bông luôn. Tại vì em cũng chịu hao dự định cho cô chú chơi Tết á. Dạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 luôn. Tiếp là cây mã số 8. Cây mã số 8 này gồm hai màu của chú, gồm màu cẩm thạch trắng và cẩm thạch tím. Cây mã số 8 cũng dáng bay luôn, hai màu cẩm thạch. Chiều cao của cây là 40. Tán rộng của cây cũng 40 luôn. Chiều bay của cây 60. Thân ngay vị trí này 19. Củ to lắm. Thân ngay cái củ ngay vị trí này là 53. Những cái này là bị táp nắng với cây không có bị hư hao nha cô chú. Để mà nắng em đảm bảo cây liền lạc nha. Em nói cụ thể luôn. Cái này nó củ nó rất là đẹp luôn. Gồm hai màu. Màu tím lên bông rồi nè, còn màu trắng. Hàng này cô chú cứ yên tâm nha, em đảm bảo bông Tết cho cô chú. Màu trắng chưa có ha. Dạ, màu trắng chưa có, hai màu. Cây mã số 8 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 luôn. Tiếp là mã số 9. Mã số 9 này là một màu hồng nha cô chú. Em báo cụ thể từng cây cho cô chú luôn. Cẩm thạch hồng. Cô chú xem clip ưng ý cây mã số mấy thì vui lòng gọi trực tiếp cho em, số điện thoại của em là 0901 228 352, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Và cây nào thì cô chú ưng ý chốt, nếu mà không gõ thì có thể em hỗ trợ qua Zalo cho cô chú thêm ha. Chiều cao của cây là 40. Tán rộng của cây cũng 40 luôn. Chiều bay của cây là 65. Cây nào cũng có cũ hết cô chú. Thân ngay vị trí này là 16. Hạo cái cũ. Cây mã số 9. Cũ ngay vị trí này là 52. Nè cũng lên bông nha cô chú. Đế là bao đẹp rồi. Dáng bay cũ đế hết. Cây mã số 9. Đây, nó cũng lên màu hồng nha cô chú, cẩm thạch hồng. Và ngoài những cái này là búp nè. Dạ, một màu hồng, cây mã số 9. Cây mã số 9 này em xin giao lưu với giá là 1.800.000 luôn. Tiếp là cây số 10. Cây số 10 này hai màu cô chú. Màu tím và màu trắng, cẩm thạch. Cây mã số 10. Chiều cao của cây là 40. Tán rộng của cây cũng 40 luôn. Lô cây này nhỏ nhưng mà nó già lắm cô chú, mới được cái củ như vậy. Thân ngay vị trí này 12. Cái củ cây này rất là to luôn. Lô cây củ. Dạ, cây mã số 10. Củ ngay vị trí này tới 58 nha cô chú. Những cái này bị táp nắng không có ảnh hưởng gì cô chú, bông giấy không. Tại vì nó chống cái này quá, nó bay á, nó chống rồi không có tàn nên bị táp nắng mấy cái này. Cây mã số 10 này em xin giao lưu với giá là 1.700.000 luôn. Màu tím. Cái lá này là màu trắng thôi cô chú. Hàng này hàng muôn Tết. Dạ, cây số 10 em gấp hai màu. Tiếp là mã 11 cô chú. 11 này gồm một màu trắng cẩm thạch nha cô chú. Cây này ghép một màu cẩm thạch trắng.
cũng dáng bay luôn. Toàn cái này to nè. Chiều cao của cây là 50, tán rộng của cây cũng 50 luôn. Hằng ngay vị trí này là 15 nha cô chú. Cái củ to lắm nha, nó còn ở dưới nữa, tại em lấp phân rồi nên không có hạo được. Cây mã số 11, ghép một màu cẩm thạch trắng. Em xin giao lưu với giá là 1,7 triệu luôn. Đây lên bông nè cô chú, cẩm thạch trắng nè. Hàng cẩm thạch này là bao bông Tết cho cô chú luôn. Tiếp là cây 12. Cây 12 này cũng một màu cẩm thạch trắng luôn nha cô chú. Cũng dáng bay luôn nè. Chiều cao của cây 40, tán rộng của cây 45. Cây 11, 12 này cô chú chơi cặp được không cô chú? Giống nhau luôn, cũng một màu. Hăng ngay vị trí này là 14. Để em hạo cái củ cây này. Củ cây này tới vị trí này là 47 cô chú. Cây mã số 12, một màu cẩm thạch trắng. Em xin giao lưu với giá là 1,7 triệu luôn. Tàn này xum xê hết nè. Dạ, chưa có mặt bông nhưng mà nhìn lá không biết cô chú. Còn những cây này là gốc Mỹ ghép ngũ sắc hái cô chú. Lô hôm nay là em bao ngũ sắc hết cho cô chú nha, lên đủ mặt bông rồi. Tiếp là mã 13, gốc Mỹ ghép ngũ sắc hái, lên đủ mặt bông luôn cô chú. Để em đo một số và em chỉ màu cho cô chú. Chiều cao của cây là 120, tán rộng của cây là 80. Đây để em chỉ mặt bông. Màu đỏ, trắng hồng phớt, màu vàng là 3, màu hồng là 4. Cái bo màu cam đây là 5. Dạ, màu cam đây cô chú. Đây cam. Ở đây cũng có cam luôn nè cô chú. Em bao ngũ sắc rồi cô chú. Cây mã số 13. Những cái ngọn này là nó còn ra bông dài nữa nha cô chú. Chứ không phải ra nhiêu đây là hết ha. Nó còn ra dài nữa. Tàn này nó ra dài là rất là ok luôn. Củ đế là rất là to. Đó, nguyên cái củ luôn. Cây mã 13. Thân ngay vị trí này là 22. Để em hạo cái củ. Củ ngay vị trí này là 67 nha cô chú. Em chị hào luôn á. Chứ nó bự hơn nữa. Cây mã 13 này em xin giao lưu với giá là 2,1 triệu luôn. Tiếp là mã 14. 14 này hót khăn lên được khúc rồi mới đóng chia tàn cô chú. Cũng là ngũ sắc luôn. Đo số. Chiều cao của cây là 103, tán rộng của cây là 100, cũng đủ mặt bông hết nha cô chú. Màu cam, màu hồng, màu vàng là 3, màu trắng bên đây là 4, màu đỏ trên ngọn là 5 nữa nha cô chú. Đủ mặt bông nữa, nó ra dài nữa nha cô chú. Mấy ngọn này nè, ra dài nó phủ xuống rất là đẹp luôn. Cô chú để màu bông ghim của nó thì được thêm màu, nó là 6 màu. Hằng ngay vị trí này là 22. Cái củ rất là đẹp nha cô chú, củ to. Cái củ vị trí này là 57 nha cô chú. Để em đo nó khó khăn lên cái. Khó khăn lên mới đóng ra nhánh là 60 nha cô chú. Từ đế lên tới cái nhánh của nó nè. Cái bông ghim của nó cô chú để thêm là đựng màu nữa nè, màu đỏ. Cây mã 14 này em xin giao lưu với giá là 2 triệu luôn. Những cái dòng mũ này thì em cũng ship cho cô chú luôn ha. Bông giấy thì đi chỉ có thiếu nước rồi nó sẽ bị rụng bông rụng lá một phần nào thôi cô chú. Tiếp là mã 15. Cô chú nếu mà thấy mặt bông không rõ thì em có thể hỗ trợ Zalo cho cô chú ha.
Cái lô hôm nay bao ngũ sắc hái cho cô chú hết. Cây nào mà ngũ sắc hết nha. Tiếp là cây mã 15 nha cô chú. Chiều cao của cây là 110. Tán rộng của cây là 90. Nó cũng ra đủ luôn đó nha cô chú. Cái ngọn màu trắng nó nằm trên đây nha cô chú. Màu trắng khó thấy nhưng nó nằm đây nè. Màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu hồng và màu cam. Đủ mặt bông luôn. Lô này chi tạng đẹp lắm nha chú. Nữa đều. Hằng ngay vị trí này là 18. Đế sổ của nó em thạo. Đế sổ của nó là 24. Dạ, cái khổng này nó có bị chạy đây nha chú, nhưng mà không sao nha. Đó. Chạy cũng ghế nhỏ à. Cây mã 15 này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn. Tiếp là mã 16. Mấy cây này chia tàn là rất là ok rồi. Búp búp nhưng mà đủ màu hết nha cô chú. Gồm màu hồng đây nè. Dạ, để em chỉ màu cho cô chú. Chiều cao của cây là 120. Tán rộng của cây là 80. Đây em xin chỉ màu luôn. Màu cam, màu trắng hồng phớt, màu vàng, màu hồng. Một cái bo đỏ nằm bên đây nha cô chú. Đây, cái bo đỏ nằm bên đây. Đủ màu hết nha cô chú. Thân cây ngay vị trí này là 28 nha cô chú. To lắm nha. Củ đế rất là đẹp luôn. Đó. Nhìn cái đế nè. Cây mã 16 này em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu luôn. Tiếp là mã 17. Em xin nhắc lại vườn của em là nằm ở dốc cầu dấu dẫn quốc lộ 91B, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha cô chú. Cô chú nào có cần lấy sỉ thì cứ alo cho em, số điện thoại của em là 0901 228 352, và đó cũng là số Zalo của em luôn, em tên Tài. Cây mã 17 nha cô chú. Chiều cao của cây là 100. Tán rộng của cây cũng 100 luôn. Mấy ngũ sắc hái này cũng nở tới Tết luôn cô chú. Nở cũng dai lắm, tại vì mấy cái ngọn này nó còn ra nở nữa. Nhưng phải nở nhiều đó nha cô chú. Nở gộ lên. Màu bông ghim nữa nè, màu đỏ cũng đẹp. Cây mã 17. Thân cây ngay vị trí này là 16. Đế sổ rất là đẹp nha cô chú. Đế sổ của cây là 25. Cây quái. Cây mã 17 này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn. Tiếp là mã 18. Cũng ngũ sắc hái luôn. Phong tàn này rất là ok cô chú. Đều nữa tàn nó ra là rất là đẹp luôn. Cây mã 18. Chiều cao của cây là 110. Tán rộng của cây là 80. Nên đủ màu bông hết nha cô chú. Cây mã 18. Hằng ngay vị trí này là 20. Đế cũng sổ luôn nè cô chú. Cây mã 18 này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn. Tiếp là mã 19. Này cũng là đủ mặt bông hết nha cô chú. Em đo hông số em chỉ màu cho cô chú, tại vì nó mới búp búp một hai màu nó búp búp. Chiều cao của cây là 90. Tán rộng của cây cũng 90 luôn.
Thân cây ngay vị trí này là 28. Thân to lắm nha chú. Chiều dài của cây cái nằm cô chú là 30. Đế dưới còn nữa cô chú. Tại em vô chậu năm á, cô cây này bự cây. Màu thì lên đủ màu rồi cô chú. Gồm màu đỏ, màu vàng, màu hồng, trắng hồng phớt và màu cam ở đây. Lên đủ bông rồi. Cây mã 19 này em xin giao lưu với giá là 1,9 triệu luôn. Tiếp là mã 20 nha cô chú. Phong tàn rất là ok mà không. Lên vàng xương rất là đẹp nha cô chú. Cây này vàng xương nó đẹp. Tàn tròn đều luôn rồi. Cũng ngũ sắc luôn nha cô chú. Cây mã 20. Chiều cao của cây là 90. Tán rộng của cây là 100. Ngũ sắc hái này cũng ra bông tới Tết luôn nha cô chú. Tại vì nè, những cái này nó ra còn dài nữa. Búp búp tới ngọn ngọn. Cô chú yên tâm. Thân ngay vị trí này là 20. Để xin cũng sổ xuống nha chú. Cây mã 20. Cây mã số 20 này em xin giao lưu với giá là 1,7 triệu luôn. Tiếp là mã 21. Cái bông ghim đó là nghe cô chú. Màu đỏ nè. Để màu này nó cũng được 6 màu cô chú. Ngũ sắc hái với màu cây ghim của nó là 6 màu. Chiều cao cây mã số 21 là 110. Tán rộng của cây là 90. Cũng đủ mặt bông hết nha cô chú. Đây, màu trắng hồng phớt, màu vàng, màu cam. Cam đây. Để đây, màu cam lên gõ nè cô chú. Màu cam đây nè, màu đỏ ở đây, màu hồng. Ngủ đủ màu hết nha cô chú. Yên tâm vấn đề màu em đảm bảo cho cô chú, cái lô này là ngũ sắc hái. Còn này là bông ghim của nó. Cây mã 21. Thân ngay vị trí này là 18. Đây góc Mỹ cầu quái không chú. Cây mã 21 này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn. Tiếp là mã 22. Để em đo thông số em chỉ màu cho cô chú. Cây mã 22. Chiều cao của cây là 110. Tán rộng của cây là 90. Đây để em chỉ màu. Màu trắng hồng phớt đây cô chú. Đây. Đây là màu đỏ là 2. Màu hồng là 3. Và màu vàng là 4. Màu cam là 5. Vàng với cam là 80 cô chú. Cái màu nó 80 với nhau. Đây. Hai màu đó. Vàng và cam. Cây mã 22. Thân ngay vị trí này là 21. Đế sổ của cây là 29. Cây mã 22 này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn. Tiếp là mã 23. 23 này cũng ngũ sắc luôn nha cô chú, nên đủ mặt bông luôn. Chiều cao của cây là 100. Tán rộng của cây cũng 100 luôn nha cô chú. Này cũng lên đủ màu nè. Màu cam, màu vàng, màu hồng. Và bên đây gồm màu trắng và màu đỏ đó cô chú. Năm màu. Trắng màu đỏ. Cây này đế nó cũng đẹp lắm chú. Đế.
Thằng ngay vị trí này là 17. Bồ đề đẹp quái. Cây mã 23 này em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu luôn. Tiếp theo là mã 24. Mã 24 này em chỉ ghép một màu cam thôi cô chú. Một cốt luôn. Cây mã 24. Em ghép một màu cam lên bông luôn cô chú. Tàn là ok. Tàn xum xê luôn. Cây một cốt. Chiều cao của cây là 80. Tán rộng của cây cũng 80 luôn. Cái này hái màu cam cô chú, một màu. Thân ngay vị trí này là 22. Cây mã 24 này em xin giao lưu với giá là 1,3 triệu luôn. Và cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Em cũng mong cô chú ủng hộ em trong clip này. Và em kính chào cô chú.